Hello, à, xin chào các bạn. Tôi là Diêm Nguyễn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình CorelDraw học nhanh ứng dụng thực tế. Chủ đề chính trong bài này sẽ là tách phim cho in lụa. Nhưng trước hết chúng ta phải hiểu sơ in lụa là gì đã. Tôi sẽ nói thật ngắn gọn để các bạn nào chưa từng thấy người thợ in lụa làm việc như thế nào hình dung sơ ra thôi nha. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn các bạn có thể hỏi chị Google chị đó sẽ trả lời cho các bạn in lụa là một dạng trong nhiều kỹ thuật in ấn nó được gọi là in lụa vì vật dụng chính dùng để in là một khung gỗ hoặc là một khung kim loại được căng một tấm vải lụa sau này có nhiều vật liệu khác thay thế cho cái tấm vải lụa như là các loại vải sợi hóa học hay là lưới bằng kim loại nên người ta còn gọi nó là in lưới trước kia đó, thì in lụa chỉ được in thủ công nhưng hiện nay đã có nhiều máy móc thực hiện công việc in ấn này nguyên tắc hoạt động chính của in lụa là gì in lụa hoạt động theo nguyên tắc chính sau đây khung lụa đó sau khi được căng đây tạm thời tôi vẽ một cái hình như này thí dụ các bạn tưởng tượng như thế này nha cái hình màu xám này là cái khung lụa nghe, bằng gỗ hoặc là bằng nhôm rồi đó và cái bản mờ MM mờ đây nè ha là cái phim và đây là đèn một cái đèn nha đó. khung lụa sau khi được căng tức là vải lụa được căng lên cái tấm khung này đó thì người thợ sẽ quét một lớp hóa chất cảm quan lên toàn bộ cái bề mặt trong của cái cái khung này sau đó sẽ dán cái bản phim mà các bạn đã in cho họ đó lên mặt ngoài của tấm khung, cái khung này sẽ được đưa vào một cái thùng lớn, có một cái loại đèn gắn một loại đèn làm cho cái lớp hóa chất này nó cứng lại, ánh sáng của cái đèn đó, nó sẽ bị các cái chỗ màu đen này, này trên cái bản phim của các bạn đó, rồi nó ngăn lại, cho nên những chỗ đó cái lớp hóa chất sẽ không có bị khô cứng lại. Đây. Nếu mà các bạn nhìn từ dưới, đây là cái hình mà các bạn nhìn từ dưới lên trên. Nha, còn đây là tôi minh họa một cái cái thùng mà để chụp bản nha. Rồi, ở dưới này là đèn nha. Ở trên này nè, đó, các bạn nhìn thấy nha. Cái phần màu xanh này nè là cái bản phim, bản phim của các bạn in cho người ta đó. Còn cái màu xám này là cái khung lụa nha. Rồi, các bạn nắm sơ được cái đó nha. Rồi cái ánh sáng á vừa rồi tôi đã nói là ánh sáng của đèn á, sẽ bị các chỗ màu đen này ngăn lại đúng không ạ cho nên những chỗ đó á, cái hóa chất á, nó sẽ không có bị khô cứng đó là lý do trước kia tôi đã nói với các bạn là phải tô cho đúng màu CMYK để khi in tách bản màu của bản phim mới thật là đen nó thật đen thì nó mới ngăn được ánh sáng đúng không ạ cái công đoạn này đó ở bên in lụa người ta gọi là chụp bản sau khi chụp bản xong, người thợ sẽ mang cái khung này ra xịt dưới cái vòi nước có tia nước mạnh, cái chỗ hóa chất bị bản phim che đi đó, vì không có bị cứng lại, nên nó sẽ bị cái tia nước này đó tẩy đi. Nha. chỗ tẩy này chính là cái chỗ mực in sẽ chảy xuống khi bị dao gạch, dao gạch mực đó, bằng cao su gạch qua. Nha. khung này sẽ được sấy khô và sẵn sàng để in. tôi sẽ minh họa lại cái này nha. Thí dụ bây giờ là Bây giờ bỏ đèn đi rồi cái phim này cũng bỏ đi rồi cái chỗ này đó nó không còn là màu đen nữa mà nó sẽ tùy vào các loại mực người ta in người ta cho xuống bây giờ nó sẽ là màu trắng tại sao nó là màu trắng ạ tại vì cái phần màu vàng này nè là cái hóa chất cảm quan nó đã bị cứng lại còn cái phần màu trắng này nè cái phần màu trắng này là cái vải lụa đó vải lụa nó bị cái vòi nước xịt tẩy đi cho nên nó chỗ này nó là không có gì hết nè. Mực nó sẽ xuống cái chỗ này Mực nó sẽ xuống những cái kẽ này nó có các, thế, các bạn thấy vải thì nó có các cái lỗ nhỏ li ti đó, đó. Thì mực nó, sẽ, mực nó sẽ xuống những cái chỗ này nè. Rồi. Còn cái chỗ này đó thì các bạn thấy nó không cái hình gì đúng không ạ Tại sao? Tại vì á, khi người ta chụp á, là người ta sẽ lật ngược cái cái bản phim của các bạn lại. Chứ đúng ra đó, đây nó là một cái chữ. Nghe? Nó là như thế này đó thí dụ bây giờ người ta in mực đỏ thì nó là màu đỏ người ta in mực xanh thì nó sẽ là mực xanh nghe đó các bạn nắm sơ tới đây chưa nào đó rồi vậy bây giờ um, in lên sản phẩm thì sao để in lên sản phẩm á, là cái khung này đó cái khung này là tức là khi mà được 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 khô cứng rồi đó mà được rửa rồi đó thì người ta sẽ sấy khô nha để sẵn sàng để in rồi đấy Để in thì người thợ sẽ đổ màu đã pha vào mặt trong của cái khung Đặt khung sát vào sản phẩm muốn in Dùng một con dao gạt mực bằng cao su Kéo đều tay để gạt cho lớp mực ở trong khung chạy lên hoặc chạy xuống Lớp mực trong khung chạy lên chạy xuống Thì mực nó sẽ bị Nó, nó, nó sẽ xuống dưới mấy cái kẽ này Và các bạn sẽ có cái chữ này ở bên dưới cái sản phẩm Được chưa nào In lụa đó là kỹ thuật được in trên hầu hết các chất liệu, này, kể cả bằng thủy tinh, in được trên gỗ, in được cả trên nhựa nữa. Nó được dùng rất phổ biến để in các loại áo thun thể thao này, các thùng carton, các bao bì, hay là thiệp cưới. Yeah. OK, tôi chỉ giải thích sơ về in lụa như vậy cho các bạn nào chưa biết tí gì về kỹ thuật in này hiểu sơ thôi nha. Bạn nào mà cảm các bạn nào mà làm thợ in lụa đó, nếu thấy tôi nói không đúng thì xin bỏ qua nha. Nhờ vì đây là những gì tôi biết về in lụa 20 năm trước rồi. Bây giờ có thể đã lạc hậu rồi nha. Nhưng mà tôi đang chia sẻ về tạo mẫu in lụa mà. À mà về khoản này thì tôi tự tin là tôi không có lạc hậu. Dù đã bỏ nghề dạy học và thiết kế đồ họa đã khoảng 20 năm rồi. Nên các bạn cứ yên tâm và làm theo những cái chia sẻ của tôi. Ừm uhm lỡ nổ rồi ha tôi nổ cho banh luôn ha tôi chắc chắn tôi cam đoan và tôi bảo đảm là các bạn sẽ khó có thể tìm được những chia sẻ nào thật lòng và cặn kẽ như những gì tôi sẽ chia sẻ về kỹ thuật in tách màu cho in lụa sau đây nhưng trước khi hướng dẫn các bạn cách in tách màu các bạn cần phải biết một lệnh này trước đó là lệnh find and replace tìm và thay thế rồi thí dụ tôi có các cái hình này các bạn thấy là các nét của chúng không bằng nhau đúng không ạ outline của chúng thì có cái thì cái này là 0.2 mm có cái thì 1 mm chúng lại có nhiều màu nữa nếu mà khách hàng khách hàng muốn là các cái object màu vàng á là không có nét, tức là no outline. Còn các object còn lại đó thì outline là 1 mm. Thì chúng ta phải làm sao nào? À, chúng ta không thể chọn tất cả rồi cho outline nó là 1 mm được. Vì các object màu vàng phải là no outline. Cách nhanh nhất là chúng ta cho chúng có outline là 1 mm hết. Sau đó chọn các object màu vàng và bỏ outline. Nhưng đây chỉ là thí dụ nên mới dễ dàng như vậy. Nhưng các thiết kế thực tế thì lại không có đơn giản như cái thí dụ này. Nên chúng ta sẽ phải dùng một lệnh đó là lệnh find and replace. Nó nằm ở đây. Edit find and replace. Hoặc các bạn có thể nhấn control F. Tôi nhấn File and replace. Rồi các bạn thấy trong panel file and replay các bạn muốn tìm object theo property hay name or style tức là theo thuộc tính hay là theo tên hay là theo cái kiểu nha. Tôi chọn là tìm theo property tức là chọn thẻ tìm theo các thuộc tính. Cái phần search range search range này là có có ba tùy chọn nha. Nếu tìm trong trang hiện hành này thôi đó thì các bạn chọn là current page. Rồi, tìm trong tất cả các trang thì các bạn click chọn vào on page. Hoặc là tìm cụ thể ở một trang nào đó thì các bạn nhấp chọn P và các bạn gõ vào cái số trang cụ thể ở đây. Nha. Thí dụ ở đây tôi chọn current page, tức là tìm trên trang hiện hành này thôi. Rồi. Còn cái nút uh, add carry này nè, là để truy vấn thêm các cái tìm kiếm mở rộng khác thí dụ tôi nhấp vào nút Add carry cái carry tức là truy vấn các bạn nào mà học bên lập trình thì các bạn quen với cái này nha rồi thí dụ bây giờ là các bạn trong cái trong cái bảng file object này nè nha các bạn muốn tìm cái đối tượng nào là hình chữ nhật nha thì các bạn nhấp chọn thí dụ chọn hình chữ nhật nha các bạn kiếm hình chữ nhật các bạn click chọn vào rectangle nha OK. Rồi, file on. Rồi, các bạn thấy, tôi đã tìm được, coi mấy hình chữ nhật nào. Nó báo ở dưới là ba hình chữ nhật, ba object select. Nha báo là ba hình chữ nhật đã được tìm thấy. Được chưa nào? Rồi. Rồi, bây giờ nhấp mũi tên ở file object. Nha Trong cái drop down menu này đó, có thêm là tùy chọn là replace object và find and replace text. Nha. Yeah. Ở trong bài này đó chúng ta chỉ tìm hiểu về lệnh replace object mà thôi. Nha. Yeah. Chủ yếu chúng ta học về lệnh tìm và thay thế object mà. Cho nên chúng ta sẽ chỉ chọn cái này. Tôi nhấp chọn replace object. Rồi. Yeah. Các bạn thấy ở color. Nha. Yeah. Color. Nhấp chọn color và tìm một màu cụ thể ở ô file cái ô này là ô file tìm một màu cụ thể nha và thay cái màu đó bằng một màu ở ô replay ví dụ màu trắng ở đây là màu trắng đúng không ạ rồi chọn bằng màu đen nha đó tôi giải thích sơ trước thôi nha rồi rồi phần apply to apply to này đó thì chúng ta sẽ chọn áp dụng những cái tìm kiếm của chúng ta đó cho cái gì cho outline Uh, hay là cho màu tô hoặc là cho phần gì đó nha ví dụ ở đây là tôi chọn là tìm kiếm tạm thời các bạn tắt hết mấy cái này đi nha các bạn để là một cái thôi chứ thôi là nó mặc định đó, thì khi mở ra corel nó sẽ mở tung như vậy đó nha nó sẽ mở hết như vậy nên các bạn thí dụ bây giờ uh, chúng ta chỉ cần tìm kiếm những cái màu tô thì chúng ta chỉ mắc chọn một cái thôi nha còn chúng ta tìm kiếm outline thì tìm kiếm cái nét đó, outline thì các bạn sẽ mới click click thêm vào đây nha ở đây tôi chỉ chọn là màu tô thôi uniform fill rồi bây giờ thí dụ tôi thí dụ nha thí dụ bây giờ tôi muốn chọn cái màu cyan màu xanh đó nha màu xanh thì như nào nha tôi sẽ nhấp vào file rồi thí dụ tôi chọn màu xanh tôi kiếm màu xanh nha rồi được chưa tôi nhấp file ổn yeah. file on các bạn thấy tôi đã kiếm được gì tôi đã kiếm được uh, có ba cái object màu xanh màu xanh nha ba object các bạn thấy nó báo ở dưới là ba object nha một hai ba ba object màu xanh được chưa rồi uh, chúng ta nhấp đây nó có một cái những cái nút nhỏ nhỏ nha yeah. thí dụ bây giờ tôi bỏ chọn rồi bây giờ tôi nhấp nút này nhấp cái nút file các bạn thấy có cái nút nhỏ này không ạ? Rồi Cái mũi tên nhỏ này nó fine Next Là nếu mà các bạn muốn tìm từng object một nha Đó các bạn thấy tìm từng object một Nó sẽ tìm từng object một Được chưa ạ? Rồi Đó Rồi nhấp nút Replay Để mà thay, thay thế cho từng đối tượng Thay đổi từng đối tượng Còn nhấp Replace All Là để thay đổi tất cả các cái object được tìm thấy Được chưa nào? Rồi Bây giờ chúng ta sẽ nhấp sang một cái tùy chọn thứ hai Cái tùy chọn thứ hai đó Là Color Model or Palette Ở trong phần này đó Nó có một tùy chọn rất là quan trọng Đây là tùy chọn này Cái tùy chọn đầu tiên đó là Any Color Model or Palette Chúng ta không cần quan tâm tới tức là tìm tất cả những cái kiểu những cái Palette màu hoặc cái kiểu màu mà chúng ta sẽ tập trung vào cái 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 phần này specific color model yeah. trong phần này cái, cái tùy chọn này là quan trọng nhất yeah. uh. tại sao ạ tại vì tôi sẽ giải thích sơ cho các bạn hiểu nha nếu mà cái bản thiết kế do chính các bạn thiết kế đó các bạn chỉ sử dụng duy nhất một hệ màu cmyk cho cái bản thiết kế của các bạn thì các bạn có thể bỏ qua cái tùy chọn này nha các bạn chọn cái nào cũng được nhưng mà đây là tôi thí dụ là cái bản cái bản thiết kế này là bạn chưa có chắc là của ai nha người ta đưa cho bạn thôi để bạn in thì các bạn bắt buộc các bạn phải chọn cái này nha. bởi vì sao bởi vì họ có thể sử dụng lẫn lộn hệ màu rgb và cmyk nha khi đó các bạn chọn cái này để tìm ra các cái object đã tô màu theo cái hệ rgb và thay thế chúng bằng hệ màu cmyk cho đúng để in ra. Bây giờ tôi thí dụ nha. Thí dụ bây giờ tôi chọn cái hình ngôi sao này. Nó đang là màu vàng, đúng không ạ? Nhưng mà vì một lý do nào đó mà người ta tô. Thí dụ bây giờ cái người nào người ta tô. Rồi, bây giờ người ta tô. Thay vì người ta tô CMYK thì người ta tô theo hệ màu là RGB. Ok. Các bạn thấy không? Đây nó cũng là màu vàng. Các bạn nhìn thấy nó cũng na ná như là màu vàng của các bạn tô. Nhưng mà nó báo sao? Nó báo đây là RGB. Ha, ở dưới này, ha, các bạn thấy không? RGB, được chưa nào? thậm chí các bạn thấy màu nó còn đẹp hơn cái màu CMYK của các bạn nữa, được chưa nào? rồi, đó tôi xem một tô màu này rồi nha, rồi bây giờ tôi chọn ở trong cái phần này, Pacific Color Model, tôi chọn là RGB, tức là tôi chọn những cái đối tượng nào mà nó được tô màu theo hệ RGB, nha. Yeah và tôi thay thế nó, thay thế nó bằng cái gì? Thay thế nó bằng cái hệ màu CMYK. nha. Yeah. Tôi nhấp bỏ cái này đi, mass fill, không. Tôi chỉ chọn là những cái object nào tô màu đơn thôi, uniform fill. nha. Yeah. File O. Oh. Nó chọn được có một cái này thôi. Các bạn thấy không ạ? Nó chọn được một cái này thôi. Thì các bạn có thể tô trực tiếp ở đây. ha, hoặc là nó ha, hoặc là các bạn chọn thay thế. nha. Yeah. Các bạn chọn thay thế. Rồi, khi các bạn nhấp chọn thay thế thì Corel nó sẽ báo là nó đã tìm xong trong cái trang này rồi. Đó, cái 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 tội tài liệu này đã được thay đổi. Các bạn có muốn tiếp tục hay không nha? No, tại vì chúng ta làm xong rồi. Nha. Yeah. Rồi bây giờ các bạn thấy cái hình này như thế nào? Nó trở lại là CMYK. Nhưng mà nó khác không ạ? Rồi. nó có cái C xe nó, nó có 6. Còn cái Y đó nó là 100, 100 đúng rồi. Nhưng mà cái C cái cái nó có thêm cái xe này nó là đúng bởi vì cái hệ màu hệ màu RGB khi mà nó chuyển sang CMYK nó sẽ hơi khác một chút cho nên tốt nhất là các bạn tô màu ở đây nghe sẽ đúng CMYK các bạn click đây các bạn thấy không C nó là zero đây mới là đúng được chưa nào nha các bạn lưu ý những cái nhỏ nhặt đó nha cái nhỏ nhưng mà là, là 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 chết người đó nha là bởi vì các bạn in sẽ sai tách màu sẽ sai rồi Nhấp chọn là ok giúp chọn là outline property nút outline property cái tùy chọn này đó để tìm các thuộc tính của cái nét cũng như độ dày của cái nét độ dày của outline thí dụ tôi sẽ tìm các cái object có độ dày là 0.2 mm và thay nó bằng uh, 1 mm nha rồi bây giờ tôi nhấp vào nào outline width tức là chiều dày cái dày của cái cái outline là bao nhiêu là 0.2 đúng không ạ? 0.2 mm. Đây là hệ mm rồi nha. Yeah. Và thay thế bằng outline width 1 mm. Thí dụ nha, yeah. tôi sẽ nhấp file all. Đây. Tất cả đã có rồi, file all nha. Yeah. Và tôi thay thế, thay thế replace all. Nào, các bạn thấy sai ở đâu không ạ? sai nha tại vì mấy cái màu này nó ra đen hết nha yeah. chúng ta sẽ tìm lại dễ hiểu là như thế này là bởi vì hồi nãy á bây giờ tôi còn chôn nha còn chôn để trở lại rồi các bạn chọn lại color các bạn thấy hồi nãy chúng ta thay thế là các bạn chỉ chọn có uniform fill thôi tức là sẽ thay thế cái màu ha các bạn bỏ cái này đi và các bạn chọn là outline bây giờ các bạn mới thay thế outline nha yeah. outline with bạn không chấm hai thay bằng outline một ly các bạn file all và các bạn replace all rồi các bạn thấy ở đây tất cả mọi cái outline đã đều trở thành một ly hết cái này hồi nãy không chấm hai đúng không ạ bây giờ nó là một ly được chưa nào được ha rồi rồi đó là chúng ta đã tìm hiểu xong cái outline property còn cái tùy chọn text property này đó thì các bạn không cần để ý nha tại vì cái tùy chọn này đó là để tìm và thay thế các kiểu phông chữ này, các bạn tìm phông chữ này, cỡ chữ này, cái phông chữ và cái kiểu, cái kiểu kiểu chữ đó, cái này kiểu chữ và cái size kích thước của chữ, nha chúng ta không cần quan tâm tới cái này được chưa nào? rồi, ok chúng ta đã tìm hiểu xong lệnh File and Replay Ok. Chúng ta sẽ vào phần chính của cái bài học này. nha Ở trong cái phần này đó là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách in tách màu cái hình vẽ này. Những hình vẽ mà trong bài trước chúng ta đã vẽ đó. nha Để làm thí dụ, tôi chỉ cần cái hình lớn thôi. Tôi sẽ xóa cái hình nhỏ này đi. nha Chỉ giữ lại hình lớn để làm thí dụ thôi. Rồi quét chọn cái hình này. Rút nó lại. Ở đây nó đã rút rồi. Còn nếu mà chưa rút thì các bạn rút nó lại nha. Nhấn chữ P để đưa nó vào giữa trang rồi hình này đó gồm có bốn màu bốn màu cmyk nha rồi tức là chúng ta sẽ phải in bốn bản phim nhưng khách hàng có thể in trên áo có cái màu đậm ví dụ như màu đen màu nâu hoặc màu xanh đậm đó lúc đó họ sẽ muốn có thêm một bản nữa cái bản mà in toàn trắng không người ta in đầu tiên đó, để các cái bản màu khác được in đè lên cái bản trắng đó nha thì cái bản trắng in đầu tiên đó, đó, trong nghề in lụa thường gọi đây là cái bản phá nền nha tức là chúng ta sẽ phải có 5 bản nếu khách hàng in trên áo màu đậm được chưa nào rồi có hai cách để in tách màu đó là in tách màu thủ công và in tách màu tự động tách màu thủ công thì rất là mất thời gian nhưng nhiều bạn lại chọn sử dụng cách này vì không biết cách tách màu tự động có bạn biết cách tách màu tự động nhưng lại cũng ngại sử dụng vì biết chưa có cặn kẽ nên dễ có sai sót khi in. Nhất là các bạn đó là luôn luôn nghĩ là tách màu tự động thì chỉ tách được có 4 màu căn bản là CMYK mà thôi. Trong khi thực tế một mẫu thiết kế đó là có khi có tới 7 hoặc 8 màu lại nên họ tách màu thủ công luôn cho nó tiện. Nhưng nếu biết cả hai cách tách màu và phối hợp với nhau thì các bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cả hai cách in tách màu. Nhưng mà xin nói trước với các bạn nha, là không có cách nào hay hơn cách nào cả nha, tùy các bạn lựa chọn. Nhưng mà ngày xưa đó, tôi thường in tách màu tự động nhiều hơn. Ok, chúng ta vào vấn đề chính thôi. Hình này cần có 5 bản phim, gồm một bản phá nền và một bản 4 màu cho 4 màu CMYK. Khi dán cái bản phim vào cái khung để chụp bản. Với cái mẫu có nhiều màu á. Một mẫu mà có một màu thì người ta không cần thiết. Nhưng mà mẫu có hai màu trở lên là người ta cần rồi. nha Là người thợ đó, là phải canh các cái bản phim đó. Theo cái dấu định vị. Để các bản màu đó. Khi in ra được đúng vị trí của nó. Các dấu này ở trong nghề gọi là quành. Máy in thì có tùy chọn để in ra các cái dấu quành này. Nhưng mà chúng ta sẽ phải tạo ra các cái toanh này chứ không có phó mặt cho máy in tự động in được nha nó à, có nhiều bạn nó ỷ lại đó để cho máy in nó tự động nó in cho nó tiện cái đó là được chứ không phải là không được nhưng mà nó sẽ có nguy cơ xảy ra nhiều cái rủi ro sau này tôi sẽ nói sau nha rồi lý do là như thế này à, lý do là vài ngày sau khách hàng có thể cần sửa lại hay là in lại một trong nhiều bản in khi đó, đó là chúng ta in lại có thể cái dấu quanh sẽ không còn đúng vị trí như là cái bản cần thay thế nữa nhất là có nhiều bản là sử dụng hai ba máy in thì cái bản mà thay thế đó thì các bạn uh, cái bản cần thay thế đó các bạn in trên máy, máy in e còn cái bản kia thì bản kia thì các bạn lại in trên máy in b hai máy có thể có hai cái dấu quanh khác nhau ở hai vị trí khác nhau nha đó cho nên dấu quanh không đúng vị trí thì cái bản đó nó sẽ không đúng vị trí sẽ hư hết nha không họ đó cái khách hàng đó họ không thể chỉ vì một bản phim hư mà phải chụp lại tất cả từ đầu rất là tốn kém tiền bạc và thời gian nha. cho nên chúng ta sẽ tự làm cái dấu quanh cho cái bản in như sau đây là cái mẫu in có khổ giấy A3 đúng không ạ chúng ta sẽ tạo một cái tài liệu mới rồi file new rồi uhm. Khổ giấy A3 yeah, Khổ giấy A3 Ok Rồi Đây là khổ giấy A3 Rồi Chúng ta sẽ tự làm dấu quanh cho bản in như sau yeah, Đây tôi sẽ tự làm cái dấu quanh Vẽ một đường thẳng Vẽ một cái lai dọc Ok Tôi cho nó là chiều dài của nó là 10 mm 10 ly thường thường là 10 ly, tôi để 10 ly. Cái nét của nó, độ dày nét của nó là khoảng 0.5. 0.5 mm. Rồi, được chưa nào? Nhấn phím dấu cộng để có thêm một cái line này nữa, xoay nó 90 độ. Rồi, group nó lại. Ctrl G group nó lại. Rồi rồi tới đây chúng ta đã có được một cái dấu nghe một cái dấu quanh rồi nhấp con chôn pi để gọi lệnh in còn chôn tức là máy in đó nha định khổ giấy của máy in định khổ giấy của máy in là a 3 paper quality là a 3 được chưa rồi nhất ok OK. Để làm cái gì? Rồi. Về đây các bạn nhấp apply. Tại sao tôi nhấp apply? Apply là để tôi chấp nhận cái cài đặt này cho cái máy in của tôi trong cái tài liệu này. Nha, apply. Nhưng mà tôi cancel, cancel, không in. Đó. Để cái cài đặt này nó được định trong cái tài liệu này. Bây giờ tôi mới làm cái việc khác, cái việc này view. Nha, page, print area tức là tôi mới biết rằng cái máy in của tôi nó in được cái khổ giấy cỡ nào nha. Yeah. Chứ vừa rồi các bạn để như vậy nó mặc định nó in khổ có A4 thôi đó. Nha. Yeah. Tôi sẽ đưa cái dấu quanh nó vào đây. Được chưa? Rồi, nhấn phím cộng để có một dấu nữa. Tôi mu nó ra giữ control nha, giữ control và mu nó qua đây. Tôi có dấu thứ hai, rút hai cái dấu này lại. Shift F4 nhấn dấu cộng để có thêm hai cái dấu này nữa giữ còn và kéo nó xuống đây tôi có 4 dấu được chưa ạ rồi rút nó lại nhấn pi để đưa nó vào giữa trang đối với nhiều bạn tới đây là đủ rồi nhưng mà tôi thường thường tôi cẩn thận tôi thêm một cái nữa nha cái này thì tùy bạn không cần thiết để chọn một đối tượng trong một group tôi cũng đã hướng dẫn rồi đúng không ạ các bạn giữ còn trôn các bạn chọn đúng đối tượng này tôi cho thêm một cái gì nữa cái đầu mũi tên để cho người ta người ta biết là cái hướng nó nằm như thế nào nghe nếu mà các bạn nhiều phim nha các bạn thấy nó sai ở cái là cái mũi tên nó xuống dưới đúng không ạ tôi sẽ nhấn f10 nha để xoay nó lên reverse direction đầu mũi tên xoay lên được chưa ạ rồi f4 ok coi như là tôi đã được cái dấu quanh Tôi tự tạo được cái dấu quanh nha. Chúng ta bây giờ đó là chúng ta sẽ cho cái dấu quanh này một màu để làm sao cho khi tách màu tự động đó, nó phải được in trên tất cả các cái bản CMYK. À, tiện đây tôi cũng xin chỉ ra một cái lầm lẫn mà rất nhiều người mắc phải nha. Kể cả các bạn đã làm nghề lâu năm rồi đó là cũng mắc phải cái lỗi này luôn á nha. Đó là màu đen các bạn cho cái này là màu đen ở cái bảng màu này đúng không ạ đây đó các bạn cho nét đó là màu đen cái này là sai nha rồi các bạn tách màu ra đó. các bạn cứ mỗi lần các bạn phải đổi là các bạn sai các bạn lầm lẫn là như thế này rất nhiều bạn kể cả những bạn làm nghề lâu năm cứ hay nói là cái màu đen ở trên cái bảng màu này nè màu đen cái bảng màu đây màu đen ở cuối bảng màu của CMYK này khi in ra đó nó sẽ đen hơn cái màu đen ở trên này cái đó là hoàn toàn sai lầm nhé, tôi nói hoàn toàn sai lầm tại sao ạ? bởi vì màu đen đó, thì máy in màu đen màu đen nào đi nữa máy in nó cũng chỉ ra in đen hết cỡ của nó mà thôi nha, nó đen hết cỡ cái màu đen của nó thôi không có thể nào vô lý mà các bạn thấy vô lý một điều này nữa không? nào nha vô lý một điều là cái này là cái thông số của nó là 100% xanh, 100% magenta, 100% vàng và 100% đen. Các bạn thấy khi mà nó mix lại như vậy, các bạn thấy nó vô lý, sao mà nó có thể đen hơn cái màu đen không được. Thí dụ như thế này, các bạn có một lít mực màu đen và một lít Nha. Ở trong đó các bạn có một xị màu xanh, một xị màu tím, một xị màu vàng, một xị màu đen Các bạn trộn lại các bạn thấy nó đen hơn cái màu đen mà một cái cái là một lít màu màu đen không? Nó đen hơn là điều vô lý, đúng không ạ? Vậy tại sao nó có cái này? Để cho cái 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 màu này. Cái màu này đó là để cho nó được xuất hiện ở trên tất cả các bản tách màu. Vì thông số màu của nó CMYK đều là 100%. Nha, các bạn nhớ rõ một cái điều này nha, tôi đính chính là một cái cho rất nhiều bạn sai lầm. Nha. cho tới bây giờ tôi thấy rất nhiều bạn cũng vẫn sai lầm ở đó nha chúng ta sẽ dùng cái màu này để tô nét cho cái quanh này rồi được chưa ạ nhấp chọn nha bây giờ bây giờ tôi sẽ tô nét cho nó rồi các bạn thấy thông số của nó này ở phía dưới này nè là tất cả đều là một trăm rồi cái dấu quanh đã được như vậy nha rồi bây giờ tôi sẽ xê cái dấu quanh này lại Ví dụ nha. Ví dụ tôi c nó lại, tôi phải c nó lại chứ để tôi sẽ từ từ giờ trở đi cứ hễ mà in cái bảng nào, in cái mẫu nào mà có khổ A3 tôi sẽ lấy nó ra. Cho nên tôi sẽ có thể tôi sẽ đặt tên nó, đặt tên của nó nha. Ví dụ tôi đặt tên của nó là A3. Rồi A3 quanh ha. Được chưa nào? Đó, ví dụ tôi đặt tên cho nó cái đó, được chưa? Ok. Được chưa? Rồi. Các bạn cũng nên tự tạo thêm một cái file cho cái bản in có cái cỡ giấy A4 cũng theo cái cách này nha Được chưa Rồi chúng ta sẽ trở lại với cái hình volleyball à. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tách màu thủ công trước Trước tiên là chúng ta sẽ mở cái file A3 quanh ra Đây là file A3 quanh Rồi Copy Nha yeah. Ctrl C để copy bốn cái dấu dấu quanh này. Được chưa? Và chúng ta trở lại cái bản này. chôn V dán nó vào. Yeah. Nó khác hướng đúng không ạ? Tại vì vừa rồi cái bản kia chúng ta làm là khổ giấy đứng vậy nó là khổ giấy ngang thì chúng ta xoay nó lại 90 độ. Rồi, được chưa ạ? Rồi, có cả thầy 5 bản in. À, nhắc lại các bạn nha. đây là tách màu thủ công trước nha. Rồi. Có cả thầy là 5 bản in, cho nên chúng ta sẽ phải có 5 trang. Nha, chúng ta sẽ tạo thêm 4 trang nữa và đổi tên cho nó theo cái màu sẽ in. Thí dụ tôi sẽ trang 2, trang 3, trang 4 và trang 5 nha. Ở cái trang 1 này nè, tôi sẽ đổi tên cho nó là thí dụ giờ bản phá nền, tôi đặt tên là phá nền được chưa nào, ok rồi còn cái bản này đó là bản xanh thì tôi sẽ đặt tên cho nó là uh, xanh, ok, cm xong rồi thế em màu đỏ đúng không, rồi, Tới rồi. màu vàng. Tới màu đen được chưa nào tôi đã có 5 trang là 5 màu nha. trở lại cái trang 1 là cái trang phá nền đó. nha tôi copy toàn bộ cái hình nha copy toàn bộ cái hình kể cả cái dấu panh luôn nha copy kể cả cái dấu panh luôn còn chôn để copy nó rồi tô màu đen cho nó tô toàn bộ cho nó màu đen luôn đúng không ạ rồi tô toàn bộ cho nó màu đen Rồi, đây chính là bản phá nền. Trở lại cái trang nhấp vào cái trang 2 nha. chúng ta nhấp vào trang 2. Cái bản màu cyan dán cái hình vừa copy vào Ctrl V. Được chưa? Rồi. Uhm. Tôi sẽ bật cái trong cái bảng cái cái panel file and replay này đó. Tôi sẽ chọn color và thí dụ bây giờ tôi chọn là tôi chọn tất cả các màu trở thành màu trắng hết trừ màu xanh giữ lại màu xanh thôi nha để đầu tiên thì tôi sẽ chọn cái này màu tím thí dụ màu tím đang có sẵn tôi chọn thành màu trắng nhớ là chọn uniform fill nha đó tôi chọn thay màu file all replace all ok chọn tiếp màu vàng file all, replace all, ok chọn màu đen chọn màu đen file all, replace all, ok còn cái nét đen nữa, đúng không ạ cái này là cái nét đen ta vừa rồi màu đen thì chúng ta đổi rồi mà cái nét đen là chúng ta đâu có đổi đúng không ạ đó thì chúng ta sẽ là màu đen nhưng mà các bạn là outline thôi nha bỏ cái này đi ok file Replace All. Rồi, các bạn thấy không? Bây giờ còn có màu xanh không? đúng không ạ? À? Rồi chúng ta chọn màu xanh, đổi thành màu đen. Đen ở đây cho thông số nó là trăm phần trăm luôn. Tức là màu đen đó. Nha File, all. No Object File, màu xanh. À vừa rồi chúng ta tìm outline là không đúng nha. Đó Xin lỗi chút xíu nha. Bật vào Uniform Fill, bỏ outline đi. File all. Bây giờ nó mới tìm được nha. Replay all. Rồi. Chúng ta đã có được bản màu xanh. Được chưa ạ? Rồi. Bật cái trang màu đỏ lên. Còn chôn vi dán hình vô. Đây là trang màu đỏ mà chúng ta vừa làm xong màu xanh rồi. Thì chúng ta sẽ cho màu xanh thành màu trắng. Đúng không ạ? Màu xanh. Chúng ta sẽ cho thành màu trắng. Zero. Replace O, OK. Bản màu xanh. Bây giờ chúng ta sẽ copy lại, nhớ copy lại nha. Ctrl C, copy lại. Bây giờ bản này là bản gì? Bản này là bản đỏ. Chúng ta chỉ giữ đỏ lại thôi. Màu vàng và màu đen chúng ta sẽ bỏ đi. Rồi bây giờ màu vàng, chúng ta sẽ làm màu vàng trước. Màu vàng, nha. Yeah. File All Replace All Rồi màu đen. file all, replace all. Ok. Nét đen. Outline. File all, replace all. Được chưa? Bản tím, chúng ta sẽ đổi thành màu đen. Được chưa? Tím. Chúng ta sẽ đổi thành màu đen. 100%. file à chúng ta outline là không đúng nha coi chừng lại hay lẫn lộn cái đó file all, replay all. rồi chúng ta sẽ đã xong cái bản màu đỏ mở bản màu vàng còn V vi copy lại đây là bản màu vàng chúng ta vừa làm xong bản màu tím cho nên là bản màu đỏ đó thì bây giờ màu đỏ chúng ta sẽ cho thành màu trắng Đây chưa uniform file Replay All Rồi Copy lại ngay nha Copy Ctrl C Rồi Bây giờ Bản màu đen À đây là bản màu màu vàng Cho nên còn có màu vàng với màu đen thôi Thì chúng ta sẽ màu đen Màu đen sẽ đổi thành màu trắng Đúng không ạ Màu đen sẽ đổi thành màu trắng Uniform Fill File All Replace All Net Nha yeah, Net All, replace all ok màu vàng chúng ta sẽ cho thành màu đen tôi làm quen những cái cái thông số ở đây rồi nha tôi hướng dẫn các bạn tôi làm quen cái thông số ở đây rồi nếu các bạn chưa làm quen á thì các bạn có thể click vào đây nha nếu mà cái bảng màu nó chưa đúng á nha cái bảng màu nó chưa đúng thì các bạn chọn cho đúng là cmyk nha rồi và các bạn chọn đen ở đây được chưa nào rồi, file tại sao à, outline không đúng đúng không ạ, phải chọn là uniform, file, all. replace all. Chúng ta đã xong bản màu vàng, được chưa Rồi trở về cái trang chúng ta tới trạng màu đen, màu đen. Còn chun vi giờ còn có màu đen không? thì đương nhiên màu vàng chúng ta sẽ cho thành màu trắng, được chưa ạ? file, all. replace all. OK. Rồi. Kiểm lại nha. Rồi. Rồi bây giờ là kiểm lại nha. Chúng ta sẽ kiểm lại bằng cách là chúng ta coi bản phá nền. Đúng không ạ? Rồi. Và màu xanh. Đúng không ạ? Rồi đúng. Và màu đỏ. Đúng. Bản màu vàng. Đúng. Và màu đen. Đúng. Ok. Coi như cái bản tách màu này chúng ta đã làm đúng. Được chưa? Rồi. Bây giờ tới phần in. Tới phần in nhấn còn chôn pi để in rồi định lại khổ giấy nếu cần thiết nha định lại khổ giấy paper quality theo bạn thấy không Ladder. các bạn chọn A3 rồi cái này hướng giấy nằm ngang đúng không ạ các bạn phải chọn lại hướng giấy nữa nha layout landscape hướng giấy ngang ok được chưa rồi các bạn chọn là current document nha chứ không phải current p nếu mà current p nó chỉ in có một trang này thôi đó nha Ví dụ các bạn chọn trang nào nha tại vì nó có tới 5 trang lận nha thì các bạn chọn current p được chưa rồi các bạn print review rồi đây là các bạn coi thử trước khi in đó nha đây là bản đây là bản đen bản phá nền bản xanh bản đỏ bản vàng bản đen rồi được ha rồi các bạn nhấp print nếu muốn in nha ở đây tôi không in cho nên tôi sẽ đóng nó lại được chưa rồi rồi print review rồi để 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 coi trước khi in thôi tôi sẽ đóng nó lại cancel rồi ok uhm, chia sẻ với các bạn thêm một kinh nghiệm về in nữa nha nếu mà các bạn dùng cái cách in cách cái cách tách màu thủ công này đó ha, thì ngay khi mở cái file volleyball và dán các cái mẫu mẫu quanh xong á dán mẫu quanh xong á là tốt nhất là các bạn nên nhấp cV để lưu nó thêm một bản khác với một cái tên khác nó nó có cùng cho, cho các bạn gợi nhớ lại cái tên này nha thí dụ bản này tên là volleyball đúng không ạ thì các bạn sẽ CVE lưu thành một bản khác với cái tên là volleyball spring nha. điều này không có thừa đâu bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn đang thay đổi màu ở trên cái file gốc á, là có thể các bạn quen tay các bạn nhấp C nha. hoặc là điện đón chập chờn sau đó đó nha. nó bị mất file lúc đó các bạn có lấy lại hình từ cái file backup cũng chưa chắc đã đầy đủ đừng vì tiết kiệm một chút xíu cái dung lượng mà phải khóc tiếng Maroc đó nha tôi từng thấy vài người như vậy rồi đó cho nên tôi mới khuyên các bạn lại như vậy nha đừng có tiết kiệm một chút xíu dung lượng nha mà coi chừng khóc hẳn. Ok, chúng ta vừa tìm hiểu xong cái cách in tách màu thủ công. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách in tách màu tự động. Với cái cách tách màu tự động á, thì các bạn không cần phải tạo thêm file dự phòng làm cái gì. Vì in tách màu tự động sẽ rất nhanh nếu các bạn vẽ đã hoàn chỉnh. Được chưa nào? Rồi, à, tôi sẽ mở lại hình volleyball nhé. Rồi, ok tôi mở lại hình volleyball rồi tôi mở lại cái file a 3 quanh luôn nha tôi mở lại cái file a ba quanh luôn rồi copy các cái dấu quanh nhấn còn c copy các cái dấu quanh rồi trở lại cái file vào cái file này còn chôn v rồi cũng xoay nó lại cho đúng hướng cái này chúng ta biết rồi được chưa tôi cũng bỏ cái này đi bỏ cái, cái, cái hình nhỏ này đi giữ lại cái hình lớn để làm thí dụ thôi nhấn pi cho nó vào giữa trang rồi được chưa ạ rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách in tách màu tự động nếu mà chỉ có tối đa 4 màu cmyk thôi các bạn nhớ nha nếu chỉ có tối đa 4 màu cmyk nha yeah. còn hơn 4 màu tôi sẽ nói sau rồi bây giờ tôi nhấn còn chôn pi tức là các bạn cũng cần phải có một bản phá nền nhé thì bây giờ các bạn cho một bản phá nền trước đi nha, các bạn cho một bản phá nền các bạn in thường cái bản phá nền đó cũng được bạn in sau cũng được nha nhưng mà trước mắt bây giờ là các bạn cứ để in như vậy các bạn in bản phá nền các bạn sẽ in sau được chưa ạ rồi còn chôn pi gọi lệnh in rồi cũng nhấp để setup. up khổ giấy A3 hướng giấy Nghe. ok rồi bây giờ các bạn về tới cái trình chính của cái máy in của các bạn đúng không các bạn nhấp color được chưa thay vì composite các bạn nhấp separation tức là in tách màu ha in tách màu rồi các bạn nhấp cái thẻ nhấp cái tab separation các bạn sẽ thấy nó có bốn màu không ạ rồi, cái đánh dấu kiểm vào cái ô màu nó các bạn muốn in ra nha. Ví dụ các bạn không muốn in bản màu cyan thì các bạn tắt cái màu cyan thì nó sẽ không in bản màu cyan nha. Tắt màu magenta sẽ không in màu magenta dân ta. À. đây chúng ta in hết đúng không ạ? Rồi. Bây giờ nè. Có những cái có một số cái nữa tôi cần nói với các bạn luôn. Nha, cái tab layout này đó thì tạm thời chưa cần biết nha cứ để mặc định đừng có đụng chạm vô tab layout nha bây giờ tới cái tab prepress prepress chọn là in nếu mà các bạn muốn in đảo màu nhé in đảo màu thì bây giờ các bạn thấy in này, này. tôi nhấp cho các bạn coi nha các bạn muốn in đảo màu tức là in âm bản đấy nha rồi còn chọn mirror nếu mà muốn in lật ngang rồi được chưa ạ rồi còn cái phần registration mark này đó là là cái phần này, các bạn sẽ đánh dấu kiểm vào cái ô này nè print resistance mark để làm cái gì để in các cái dấu quanh đó in các cái dấu quanh mà tôi tôi nói rồi đó nha cái dấu để cho người thợ uh, chụp bản đó, và người thợ in đó người ta canh các cái bản nó trùng khớp vào với đúng vị trí đó nha rồi uhm. tức là cái bản cái cái đánh dấu để người ta so phim đó còn cái style là cái kiểu các cái kiểu của cái cái cái, cái dấu quanh đó Yeah. thường có nhiều người chọn cái này nè, nha. Yeah. Nhưng mà tôi đó thì tôi lại không chọn, tôi để, nha. Tôi... Yeah. À, chúng ta đã tự tạo cái dấu quanh để so phim rồi, nên chúng ta sẽ bỏ cái dấu kiểm ở đây. Chúng ta sẽ không có chọn cái này, không để cho máy in nó in cái này, mà chúng ta đã có cái bản rồi, cái bản của chúng ta rồi, đúng không ạ? Rồi. Bây giờ tôi vòng lại cái separation này để hướng dẫn các bạn một chút xíu nữa, nói ngoài lề, nha. Yeah. Uhm có nhiều bạn làm nghề tách phim cho in lụa hoặc là vẽ mẫu cho in lụa rất là chăn trở cái vụ mà in cham đúng không ạ các bạn rất muốn in cham nha nhưng mà tôi xin nói các bạn là tuy tại sao nhiều bạn nói tôi là ra bài về in cham tôi sẽ ra bài sau đó sau này thôi nha nhưng mà tôi sẽ nói trước một chút xíu các bạn in cham được hay không là còn do máy in của các bạn Thí dụ máy in của tôi là vô phương in cham nha cái máy in mặc dù nó là in A3 đó nhưng mà vô phương in cham tại sao ngày xưa thì tôi có máy in đó bởi vì tôi còn làm nghề thì tôi có nha nếu mà máy in cham thì nó sẽ dùng cái ngôn ngữ in là ngôn ngữ PostScript được chưa ạ rồi bây giờ tạm thời như thế này đi cái ngôn, thì nếu mà ở máy in in cham thì nó sẽ có thêm một số những cái tùy chọn ở đây nữa nè cái chỗ cái tab color này này thì nó có thêm một số cái bảng nữa ha cái cái, cái tab nữa tùy chọn là cái góc xoay của cái màu này là bao nhiêu độ nha và cái hạt của nó là các hạt loại nào nó có những hạt loại tròn và hạt loại hình vuông hạt hình loại kim cương hoặc hình loại bồ dục nó tùy nó rất nhiều loại hạt nha hạt cham á nó rất nhiều loại hạt mà phổ biến các bạn thường dùng là hạt hình tròn được chưa đó và cái mật độ, cái hạt hình tròn là bao nhiêu? Thí dụ in lụa đó, thường thường họ dùng từ 60, cái hạt từ 60 cho tới khoảng chừng 80 thôi. 100, 200 là nó là khó in lắm rồi. nha Khó chụp và khó in lắm rồi. Cũng được, nhưng mà phải những người phải giỏi tay nghề. nha Thì tôi nói sơ vậy thôi. Bài sau tôi sẽ nói kỹ về vấn đề trang. Được chưa Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta có vậy đi nha, các bạn biết sơ về như thế nào thôi. Nha. Bây giờ tôi sẽ nhấp vào uh, bây giờ nhấp vào print review nha, tôi sẽ không in đúng không ạ? Bởi vì nếu mà in nó sẽ in một loạt bốn cái này luôn đó. Tôi sẽ nhấp print review để xem thử trước khi in. Nha. Nhấp print review, các bạn thấy không ạ? Đó. Nó sẽ in đây là bản xanh, giống y như cái mà vừa rồi chúng ta làm bằng bên thủ công đúng không ạ? Rồi dấu banh cũng có đủ nha. nha. Dấu banh có đủ. Bạn Magenta. Bạn yellow dấu banh có đủ. Lưu ý cái dấu banh nha. Có đủ. Bạn đen có đủ. Đúng không ạ? Rồi các bạn nhấp print nếu các bạn muốn in. Nha. Ở đây tôi không in. Cho nên là tôi đóng lại. Rồi. Cancel. Còn cái bản phá nền sao ạ? Bản phá nền thì quá dễ. Các bạn tô cái này đen thui hết. Ra bản phá nền có gì đâu. Được chưa nào? đây là bản phá nền, ok. tôi còn chôn di nha để tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách in mà nhiều màu, nha cách tách màu tự động cho nhiều màu. Nha. Uhm. Nhưng nhiều bạn không có sử dụng cái cách tách màu tự động nhé, bởi vì nghĩ là nó chỉ in tối đa được có bốn màu cmyk thôi, thế nên, đúng mà nó chỉ in được cmyk thôi. thế thì nó không nhanh hơn tách màu thủ công, vì từ bản thứ năm trở đi là cũng phải in tách màu thủ công rồi cho nên các bạn đó làm thủ công luôn cho nó tiện việc sổ sách nha yeah. các bạn đó đã lầm yeah. tách màu tự động có thể tách bao nhiêu bản tùy thích miễn là các bạn biết cách bây giờ tôi sẽ tự làm khó mình thêm một chút xíu nữa yeah. thí dụ hình này tôi sẽ có thêm một màu nữa đi một màu cho đơn giản thôi nha yeah. chứ hai ba màu nữa làm cũng được nhưng mà mất thời gian cho các bạn thôi nha yeah. hướng dẫn mà thêm một màu nữa là các bạn biết cách cho năm sáu màu sau rồi nha yeah. tức là chúng ta sẽ có 6 bản kể cả các bản phá nền đúng không ạ, tôi sẽ thêm một cái hình gì nữa vào cái hình này bây giờ. Ừ. Cho hình một ngôi sao ở đây đi ha. Cho hình một ngôi sao ở đây đi. Cái này là thí dụ tôi cho bừa thôi. Nha. Giống hàng canh lề nó với cái hình này, nhấn C để canh lề vào giữa, được chưa? Rồi. Ừ. Hình ngôi sao này cho màu gì bây giờ? Thí dụ cái bản ngôi sao này đi, cái bản ngôi sao này nè nó sẽ được in cái màu nhũ vàng ở trên cái sản phẩm đi ha. Rồi, tôi sẽ tô màu vàng cho cái hình ngôi sao. À, bỏ outline của nó đi. Rồi, bỏ outline. Nghe tới đây là chắc nhiều bạn thấy có gì sai sai rồi đúng không ạ? Cùng là màu vàng thì sao tách màu tự động ra hai bản được. Đừng có vội chứ. Ha. Đúng là hệ màu CMYK thì chỉ gồm có 4 màu. Nhưng mà ai cấm tôi sử dụng hệ màu khác nào? Vậy chắc các bạn lại nghĩ ngay là tôi dùng thêm hệ màu RGB phải không ạ? Không đúng đâu Hệ màu RGB không dùng in Intech màu được Tôi sẽ dùng hệ màu Pantone Các bạn khoan để ý hệ màu Pantone là hệ gì nha Mà nếu các bạn theo tôi lâu dài đó Các bạn sẽ biết nó là cái gì Bây giờ Bây giờ tạm thời các bạn cứ làm theo tôi Làm được trước Từ từ hiểu sau Đó là cái phương châm của tôi ngày xưa đi dạy Yeah. làm được trước từ từ hiểu sau rồi trước hết tôi sẽ lấy cái palette của cái hệ màu Pantone ra trước đã nha yeah. tôi cần phải có cái hệ màu đó trước Rồi bây giờ tôi sẽ lấy như thế nào Window Docker palette ok palette được chưa ạ rồi nhấp mũi tên ở cái old spot rồi nhấp mũi tên các bạn thấy có hệ màu Pantone đây không ạ đó các bạn nhấp mũi tên ở cái hệ màu Pantone ở cái ô Pantone này các bạn thấy có nhiều bảng màu của hệ màu Pantone đúng không ạ nhiều quá chứ còn gì nữa chưa có nhiều đâu nhấp tiếp vào ô previous version nha yeah. tức là cái ô các cái phiên bản cũ á các bạn thấy rồi hết hồn chưa nơi đây chứa các bảng màu của các phiên bản cũ nha yeah. Tại sao phiên bản cũ mà Corel vẫn còn giữ? Tại vì cái bản những cái hệ màu Pantone này đó là bên ngành in người ta rất sử dụng rất là nhiều ngành in công nghiệp đó. nha. Cho nên là những cái phiên bản cũ nhưng mà màu của nó, cái hệ màu của nó vẫn được sử dụng rộng rãi trong ngành in công nghiệp. Cho nên là người ta vẫn còn giữ lại, nha. Rồi, thí dụ giờ tôi chọn là Solid Code nha bảng màu này thì nó cũ rồi nhưng mà ngày trước tôi sử dụng quen rồi và thấy nó ổn nên dùng lại thôi nha ok các bạn thấy tôi đã có thêm cái bảng của cái hệ màu ban tông ở bên cạnh không ạ rồi tôi đóng cái này lại đây là hệ màu ban tông ở bên cạnh được chưa rồi tôi chọn hình ngôi sao tôi tô màu cho nó với cái màu là màu vàng tôi chọn màu trên cùng đi màu Pantone tông yellow sea các bạn thấy bây giờ nó đã có cái màu ở dưới này nè status 3 đã báo là nó là Pantone nha, yeah, Pantone Yellow C. Và ở đây cũng có cái bảng màu có cái màu của nó luôn nha, yeah. Pantone Yellow C. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ là lúc chúng ta phối hợp giữa hai cách in tách màu thủ công và tách màu tự động. Nha. Yeah. Tức là chúng ta sẽ có 6 bản đúng không ạ? Một bản phá nền và một bản màu nhũ nữa. Cho nên là tôi sẽ tạo thêm hai trang nữa. Được chưa ạ? Rồi. Bây giờ cái trang này nè. Tôi về đây tôi copy đây. Ctrl C. Về cái trang 2 này đó, trang 2 này tôi sẽ đổi tên nó là phá nền. Được chưa? Rồi cái trang 3 này nè, tôi sẽ đổi tên nó là màu nhũ. Rồi được chưa? Rồi, bàn phá nền tôi còn chôn phi dán cái hình vô được chưa tất cả nó màu đen đúng không ạ màu nó phá nền mà nhưng mà không phải màu đen đấy đâu nha các bạn khoan khoan tô màu đen nha rồi còn V rồi cái bản này thì nó dễ rồi nó chỉ có một cái này là ấy thôi cho nên tôi sẽ xóa toàn bộ cái này để cho nó nhanh gọn lẹ khỏi cần tìm khỏi cần dùng lệnh file and replay đúng không ạ rồi cứ để cái này đây còn cái nét này thì sao ạ cái quanh này nè tôi sẽ cho nó cái nét ở đây nhấp nút phải vào đây rồi các không rồi nó sẽ trở thành pantone yellow C. được chưa ạ rồi ok ờ, chúng ta sẽ trở lại trang phá nền Ở trang phá nền này thì tất cả mọi màu sẽ trở thành màu đen đúng không ạ nhưng mà nó không phải là màu đen bình thường nha màu đen của cmak nha chúng ta sẽ tô tất cả chọn tất cả kể cả cái hình ngôi sao này luôn nó với màu đen này Pantone Black C. Ok. Pantone Black C. Nhưng mà ở cái bản này có một cái điều đặc biệt đó là chúng ta có một số cái nét đen đúng không ạ? Thí dụ như bây giờ cái chữ vô lê đen này này à cái chép anh này có một số nét đen, nó vẫn là đen đen của cái CMYK. Chúng ta sẽ phải đổi cái nút nét đen đó luôn thành cái cái màu đen của bên Pantone luôn. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng lệnh File and Replay. Ha. Rồi. Replay Object. Ở Color chúng ta sẽ chọn là Outline Property. Đúng không ạ? Chúng ta chọn màu chứ. Chúng ta chọn màu Color. Ha. Color chúng ta chọn màu đen. Chúng ta chọn màu đen. tức là màu đen thường màu đen của CMYK đó nha Vậy chúng ta bỏ chọn hết những cái này và chúng ta chọn kiếm outline thôi đúng không ạ rồi file all các bạn thấy nó có cái này không rồi chúng ta sẽ nhấp vào đây nha rồi các bạn thấy nét của nó đây là nét của nó đã có là của một trăm phần trăm ban si ok kiểm lại nét của cái này nền vẫn là của CMYK thường là không đúng nha chúng ta phải chọn lại của Pantone C rồi ok rồi chúng ta đã kiểm lại rồi ha rồi, bây giờ là nhấn còn chôn pi rồi chúng ta định khổ giấy paper là A3. Layout hướng giấy ngang. Ok. Rồi về đây chúng ta chọn color tách màu. Separation. Ở tab separation chúng ta kiểm lại đủ 6 màu không? 2 4 6, đủ 6 màu ha. Rồi press bỏ cái dấu kiểm này đi rồi print review đây là bản cyan bản magenta đúng bản yellow đúng bản black đúng bản yellow c bản pantone á có ngồi hình ngôi sao không đúng nhưng mà ở đây là các bạn thấy nó mất không có cái hình cái quanh đúng không ạ rồi chúng ta sẽ kiểm lại Rồi bản phá nền đúng Tức là còn sót lại cái bản Pantone C là thiếu cái này ha à, chúng ta đã định thiếu Chúng ta đã đổi màu thiếu Rồi Đóng lại Cancel Hoặc Apply cũng được nha Apply xong rồi Cancel để lát chúng ta không phải định lại những cái khác à. Vào bản cái màu nho màu 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 ấy đó màu nhũ đó. ha Pantone Yellow C ở đây báo đúng mà sao làm lại coi Pantone Yellow C rồi ok còn John P lại coi Color tách màu đủ sáu màu Này. print review Màu nhũ Ok màu nhũ đã đúng rồi ha Rồi kiểm lại thêm một lần cuối nữa Phá nền đúng Pantone oh. Yellow Sea sao lại thiếu Vẫn thiếu ta phantom yellow sea tại sao có hai cái kiểm lại nha đây là một bản hai bản ba bản bốn bản tới black là bốn bản năm bản sáu bản bảy bản tức là chúng ta đã có hai bản bị trùng có một bản p 1 là ở trang 1 là có Pantone Yellow Sea yeah. Hợp bạn Chúng ta sẽ kiểm lại Cancel Rồi ở trang 1 oh, Ở trang 1 có cái này là Pantone Yellow Sea là không đúng đúng không Ok Tức là chúng ta còn hình cái ngôi sao này là không đúng nha yeah. Rồi chúng ta phải bỏ cái hình ngôi sao này đi Mình sơ sót cái này nha ngôi sao này nó là màu nhũ đó nha. Bỏ đi. Rồi ok kiểm lại nha. Còn chung pi. Color. Uh, in tách màu. Separation đủ 6 màu. Tắt cái in cái này đi. Print review. Kiểm lại. Cyan đúng. Magenta đúng. Có đủ quanh luôn. Yellow đủ quanh đúng. Black đủ quanh đúng. Phá nền đúng. Uhm. màu nhũ đúng. Ok. Nếu các bạn đúng thấy đúng hết rồi đó nhớ phải kiểm lại kỹ nha. Rồi. Nếu thấy đúng hết rồi đó các bạn nhấp nút print để print in ha. Còn riêng đây là tôi không có in cho nên là tôi sẽ đóng lại. Cancel. Rồi, ok tôi đã chia sẻ với các bạn cả hai cái cách in tách màu thủ công và tách màu tự động rồi. Nha. Lưu ý một điều là giao diện của trình điều khiển máy in á, thì là mỗi máy nó mỗi khác. Nhưng chúng cũng na ná như nhau ở cái cách cài đặt thôi. Các bạn chịu khó tự tìm hiểu cái phần đó nha. Chứ không nên hỏi tôi. Bởi vì tôi cũng không biết trả lời sao khi tôi không có các cái máy in đó. Nha. Rồi, bài này thế đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy like, share và subscribe. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Chúc các bạn luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Bye bye.